chú có con bò ấy. Thấy không? Đi không? Đầu khác đi bể nhá. Thank you.
tiền đâu. Lấy ít tiền thôi nhá, lấy 30.000 thôi nhá, vừa bạn bà vừa bán vừa cho thôi. Mà không thấy nhiều đâu, bà không ăn được hết rồi đây. Bà đây không có, cháu nhạc cháu kia không có. Bà xin nhá, này bà xin. Ê dồi ôi, thank you.
rau đây. Hai mớ nhá. Nào, cho cô rau, cho cô hai mớ nào. Thế cô lấy thêm đi. Ok, thì cho ba mớ nhá. Cho túi, cho cô cái túi đi. Nhiều quá. Vứt vào. Đây, cô cái tiền. Đây. Rồi, ok nhá. Rồi ba hai túi nhỉ. Bao nhiêu tiền đây? Chào bác ngô à? Vâng. Đây, bà đây bác cân nhá. Cân ngô nhá. Ờ. Thế bà là hết tiền nhá. Cân ngô nhá, bác cháu ơi. Mớ rau nữa. Đang lấy một mớ rau nhá. Tiền cho nào. Chào bán cái gì đây? Chào bán ngô. Bán ngô à? Vâng. Ôi ngô ngon thế nhỉ? Bao nhiêu một túi đấy? Các bạn thử xem một quả nhé. Vâng. Ngon quá nhỉ? Ngô em có dẻo không đấy? Có. Ngon thế nhỉ? Bà gửi rác ở đây nhá. Vâng. Ngon thế. Thế tí nữa bán hết ngô lại đi nấu cơm ăn trưa. Vâng. Ừ. Đó, thế liền Tết rồi chào cô vàng nhá. Vâng. Ừ. Ngon nhỉ. Thế bà lấy hai túi cho nhá. Ừ. Thế còn rau này? 5.000 bó à?
Thế bà nhớ gửi cháu nhá. Gửi tiền xong là về cháu tí nữa bạn cháu về nấu xong là ngủ trưa sớm nhá. Vâng. Ừ. Còn thế. Thôi bà gửi tiền. Vâng. Con về nhá. Để nó cơm ăn xong là nghỉ sớm nhá. Ừ, bà về đây. Con chào bà. Ừ. Rồi hai cái một gói kẹo nữa. Rồi còn con hết bao nhiêu? Rồi.